Voi hai mái thích giỡn nhưng mỗi tội hay bị cọc tính. Thì ra mày chọn cái chết. Mấy đứa tóc hai mái hay ghẹo người khác lắm, mà người ta ghẹo lại một cái là mặt cọc, không hiểu sao luôn. Đó đó, ai ghẹo gì bạn? Ai ghẹo gì bạn? Tôi đâu có đụng với bạn đâu. Ai ghẹo bạn? Ai ghẹo bạn hay bạn ghẹo tôi?